À, em xe lớp Văn Tình đến từ salon Yusuka Việt Nam có địa chỉ tại số 77 Mai Phúc Phúc Đồng Long Biên Hà Nội Ngày hôm nay thì à, xin phép quay trở lại và giới thiệu tất cả mọi người Hiện tại thì em đang có đó là chiếc xe Ford Everest Một trong những chiếc xe cực kỳ hot trên thị trường hiện nay à, Giới thiệu với mọi người sơ qua về chiếc xe này thì à, Đây là chiếc xe Ford Everest phiên bản là Titanium một cầu à, Được trang bị động cơ là 2.0 Turbo nha mọi người à, Chiếc xe thì mang ngoại thất là màu xanh Cavansize, xanh đen đấy ạ Nội thất màu đen À, tên tư nhân một chủ từ mới biển gốc Hà Nội và chiếc xe lăn bánh đúng 2 vạn 2 km zin nha mọi người. Sơn zin cả xe 100%. À chiếc xe này của em là sản xuất và đăng ký là tháng 9 năm 2021. À, sau đây thì em sẽ quay qua chi tiết một phần ngoại thất cũng như nội thất để mọi người cùng tham khảo nhé à, về chiếc xe này thì sơn zin cả xe rồi, rất là mới cũng như là km thì chạy chuẩn 2 vạn 2. À, tất cả mọi thứ thì còn rất là đẹp, xịn sò. À, lốp thì zin nguyên bản cũng như là la răng thì không hề một vết xước. Đó sơ cua chưa hạ nha mọi người. Đó, em sẽ quay rất là chi tiết. Đây là phiên bản à, 2.0 Turbo Titanium một cầu, đó, bản à, cao nhất của bản một cầu đấy ạ. Bởi vì Everest thì à, em nhớ là có rất nhiều bản, bản em này, bản Chen này, bản Sport này, bản Titanium này, rồi bản Titanium hai cầu đó, rất là nhiều bản luôn. Thì à, đây là phiên bản Titanium một cầu đó, bản rất là đầy đủ của phiên bản một cầu rồi. Đó, em sẽ quay chi tiết này. Biển số là 30 h 13438 biển tiến rất là đẹp nha mọi người. Sơn zin là cả xe nhé mọi người 100% luôn Tất cả mọi thứ thì còn rất đẹp và rất là mới này mọi người Nội thất này Rất đẹp luôn Nội thất màu đen nha mọi người Hàng ghế thứ ba của Everest thì được trang bị là ghế chỉnh điện nhé lâng gập chỉnh điện này Đó Cốp thì uh, trang bị là cốp điện Cũng như là có cả chức năng đá cốp thông minh luôn cho mọi người nhé Đó Xe thì phun uh, full lịch sử bảo dưỡng hãng Cũng như là còn đầy đủ chìa khóa hai chìa theo xe Đó cảm biến và chạm trước sau đầy đủ hết nhé mọi người rất mới luôn à, mọi người xem qua nội thất của chiếc xe một chút này đó nội thất rất là mới này căng đét luôn nha mọi người cực kỳ đẹp luôn nhé đó tất cả mọi thứ thì đều còn nguyên bản theo xe rất là mới ạ à, km chiếc xe này thì là Hiện tại đang là 22.604 km nha mọi người Rất là mới luôn Quay qua và quay nhanh đến mọi người thôi Bởi vì xe thì rất đẹp rồi Và mọi người nếu như có nhu cầu thì hãy cứ inbox qua Zalo trực tiếp cho em nhé Để em có thể gửi anh chị full bộ ảnh xe Đây mọi người có thể thấy lốp theo xe nguyên bản này Rất dày đúng không ạ? Rất là mới nha mọi người Đó Làng răng thì còn nguyên Chưa xuất sắc một chút nào cả à, Chiếc xe này thì em bán ra Mặc dù xe đẹp thế thôi nhưng mà vẫn cứ phải cam kết và bảo hành đầy đủ cho tất cả anh chị và các bạn trên toàn quốc và khách hàng nhé là xe không có bị đâm đụng không tai nạn ngập nước thủy kích keo chỉ zin máy móc động cơ hộp số nguyên bản hồ sơ pháp lý sang tên đầy đủ minh bạch không tranh chấp công phản nguội đặc biệt là về chỉ số km thì sẽ luôn luôn là bao chuẩn zin cho mọi người không tua anh chị mua xe thì có thể kiểm tra hãng hoặc bất kỳ địa điểm gara nào nếu như sai cam kết nhận lại xe hoàn lại tiền cho anh chị 100% và bên em thì vẫn có chương trình hỗ trợ trả góp ngân hàng đến, đến 70% cho mọi người. Ngoài ra thì à, bên em vẫn hỗ trợ thủ tục à, à, giao xe toàn quốc, hỗ trợ mọi người việc đăng ký sang tên đổi chủ cũng như rút hồ sơ gốc. À, mọi thông tin chi tiết thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em tình qua số điện thoại số hotline. 0911 666325 hoặc là anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ là số 77 Mai Phúc à, Phúc Đồng Đông Biên Hà Nội để có thể xem xe và lái thử trực tiếp về sản phẩm bên em à, về giá chiếc xe này thì à, bên em đang chào bán mức giá là 1 tỷ 150 triệu đồng giá thì em vẫn còn thương lượng và còn gia lộc thêm được cho quý chị thiện chí nhé. Đó, em xin được tổng hợp lại thông tin này. Đây là chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.0 Turbo, bản Titanium một cầu, màu xanh Cavansai, nội thất đen, chạy chuẩn 22.000 km, tên tư nhân một chủ từ mới, biển gốc Hà Nội. Đó, và chiếc xe này hiện tại đang được bên em chào bán là 1 tỷ 150 triệu đồng. À, mọi người à, có nhu cầu thiện chí thì hãy nhấc máy liên hệ trực tiếp qua số hotline em để trên màn hình đấy ạ Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người ở những clip tiếp theo ạ.